hai con rồi. Quá dữ rồi. Hai con nữa nè. Ồ ồ. Hai tay hai con luôn. Bắt cá hai tay, một tay một con. Đỉnh cao bắt cá hai tay con ơi. Quá là dữ dằn. Chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình. À, do là ở nhà ăn thịt kho vịt ngán quá rồi, mấy món ngày Tết ngán quá. Thì hôm nay mình với ông anh, mình với báo thủ Đồng Nai quyết định đi kiếm vài con cua con cá dạng rồi. Đi chích cá. Nè, đây, cái bình chích cá nè. Đó. Nè. Thì ông anh mình đang đi xuống dưới dặm dấu một lát rồi lội xuống với cái ao hoang trong rừng đi thiệt nè. Nè, ông anh mình kìa. Ông đi dặm dấu trước. Đó. Giờ hai chú cháu ngồi trên bờ, em lát chuẩn bị xuống. Bên này có cái suối. Ô cái bự á. Thì một lát hai anh em mình đi xuống dưới cái cá đi coi có được con gì không nè, rồi mình quay lại cái trải nghiệm cho mọi người coi nha. Chứ ở nhà ăn thịt khô vịt ngán quá. Ai cầm máy quay? Quay dữ cảm. Kìa, đừng con cá của Phi kìa. Được con cá đầu tiên rồi các bạn ơi. Quá đã. Mình cũng lội xuống luôn. Ủa, được một con nữa kìa. Quá đã ơi. Nãy giờ mới biết cách bắt cá như này luôn á. Đúng rồi. Mấy con hả? Mấy con hả? Ba con. Đủ đã trời. Ủa ơi. Con nữa kìa. Ấm lòng rồi bữa nay, đã quá. Ao thì chắc chúng ta bơi được không vậy? Nghĩ sao cần quay về bơi. Ồ. Ồ. Rồi, cái này khỏi thiệt rồi. Đã quá. Dặm tới đất cứng ở dưới mà. Cái này câu câu sao vậy? Sao câu? Kìa, yeah, được nữa kìa. Ồ. Ồ, quá đã luôn rồi. Đồ cá phi không? Ừ. Đúng là dân dân chuyên nghiệp có khá. Ồ, ừ. Được nữa kìa. Rồi, tẹt. Một lần trời tiếng mưa kìa. Cách bắt cá rất là độc đáo. Ủa, con nữa kìa. Cầm thùng đi. Quá dữ rồi. Ủa, hai con luôn. Mỏi vậy. Mỏi vậy. Thôi được nữa kìa. Đóng luôn rồi. Ồ. Oh. Đi cho em chết rồi hết rồi hả? Quá dữ. Ủa ốc nhóc luôn nè. Cái giò nè. Đó. Mò đi, mò đi. Ôi, mới xuống nãy giờ đứng nhóc con trời. Cái này dưới có dịch trời được, xuống đây lắm nè. Chết chị. Ồ, con nữa. Bữa này ấm lòng rồi. Cao thủ bắt cá. Bắt cá bằng tay không luôn mới ghê. Cao thủ bắt cua bữa nay nó bắt cá. Anh chị mình toàn là cao thủ không anh ơi. Kìa. Yeah. Hả? Ôi ôi con cá bự. Đó trên bát đó thấy không? Đó chín luôn đó, nứt ra luôn đó. Để đi lát về dành nước đá ăn. Quá đã rồi. Tạt lưới vô làm gì á? Chín nữa chưa không?
được một em nữa. Quá đã rồi. Ủa gì vậy? Gì tôi đi rồi, tôi để giống giò được ta. Nhấn xuống. Mà con đi qua thì có đạp được giống giò đâu đừng. Gì mới ghê. Nhấn mới giống. Ồ ồ. Ủa phi không à? Ồ ồ, hai con hai tay luôn. Người cao thủ bắt cua, người cao thủ bắt cá, bắt cá đây ừ, đạp tới đất cứng dữ luôn á. Một cách bắt cá rất là độc táo luôn. Quá dữ rồi. Ôi ô. Dư ăn luôn rồi. Một đống nữa ơi. Đây một con nữa. Vậy mới biết chứ em bé nổi luôn á. Đem lên cắt đi. Đây chưa còn xong nè, đem lên. 12 bên nước cũng đục trong. Bỏ chị bắt đi mẹ ơi. Lát lát biết sao. Ha ha, dữ. Giết mẹ em cái thôi nè. Một tay luôn. Mới có hai cái nữa. Gì? Đủ. Quá đã rồi. Wow. Chị báo nè chứ ơi, chị báo nè. Không có gì hết, đổ lùn nước chân cá. Được một con nữa. Ô, quá dữ rồi. Đủ ăn luôn bà ơi. Bắt cá quá là không cần gì hết, chỉ cần tay không. Ta nói là bắt cá hai tay thì có thiệt. Có thủ bắt cá hai tay. Tay con tay con. Ừ. Kìa. Liên tục luôn. Một heo một con, có lộn một dấu một con. Bắt cá này còn vui nữa, bữa đi ăn lưới được cá đầy thùng. Ừ, đầy thùng luôn. Gió thổi bãi chân. Gió thổi bãi chân luôn. Kìa con nữa kìa. Quá dữ luôn rồi. Ao này cũng phi nhiều nè. Ao này cá ghê thiệt. Mà không mặn chở con nó dữ thấy. Gió nửa đầu rừng luôn. Kìa. Kìa yeah, được nữa kìa. Ồ. Ra ta để báo thử quê coi. Bơi đừng có làm banh nó vô. Kìa. Liên tục luôn. Nè, chị nè, chị bơi đi, đừng có làm banh nó vô. Ồ ồ.
Ôi ốc nhóc luôn kìa. Kìa. Yeah. Bự. Quá đã luôn rồi, một thùng luôn rồi. Cái thùng bị trời. Mò chút xíu đựng thùng luôn rồi. Trời ơi liên tục luôn kìa. Đi có hai vòng về mà. À dữ rồi. Đập cái cá chạy lại chứ. Này chắc đạp chấu này xong đi về luôn chứ. Xịt gì nữa? Xịt gì đó, đủ ăn rồi. Dư ăn luôn. Có gì vậy? Ê, cầu thủ bắt cá miền Tây bắt cá bằng cách độc lạ. Bắt cá hai tay. Bắt cá bằng tay không luôn. Cao thủ số 2 không ai số 1. Chỗ này chim chép nhiều lắm mà ta. Thôi giờ mình đạp bạn thấy ta. Chép đạp dấu ở đâu vậy kìa. Nha, wow. Nha. Hai tay hai con luôn. Chúng ta không còn đẳng cấp. ốc vậy, con ốc không nè. Rồi luôn rồi. Gãy cái máy quay luôn rồi. Thành đi đậu từng cái. Quá đã. Đi mới chọn cá. Ồ. Ba nè, bơ phải bơ xin mời. Wow. Liên tục luôn. Quá dữ. Dạ. Quá đã rồi. Quá dữ luôn rồi. À, bắt cá gì đi bắt cá. Đúng rồi. Ốc kìa, ốc kìa. Má thấy con bự luôn. Thấy con bự hả? Nó chơi không ta? Chơi nó chết liền quá. Bắt cá một cách độc lạ các bạn ơi. Mình là mình chịu thua rồi đó. Còn nữa là hai con rồi. Quá dữ rồi. Hai tay hai con luôn. Bắt cá hai tay, một tay một con. Đỉnh cao bắt cá hai tay con ơi. Quá là dữ dằn. Một lát úp cái thùng xuống đi ha, rồi tự trôi luôn à. Nó báo thủ thiệt. Sao mà đỡ được? Thấy không? Chỉ có chơi du, chơi ngu là giỏi. Báo thủ chơi ngu là giỏi nhất. Ồ, có hai tay hai con luôn. Bắt cá hai tay là đây chứ đâu. Đứng cao bắt cá hai tay. Nó ăn nó sâu lắm, vừa chơi du nhảy cũng. Mò được cá liên tục luôn. Quá dữ. Ủa sao á, ui chỗ này nó sâu. Bắt cá ba tay. Rồi bây giờ mò xong hết rồi, giờ bắt đầu đi xiệt đi kích. Đây là thành quả của ông anh mình, ổng đi dặm dấu nè. Đi có mới được 5-6 phút rồi, một đống luôn. Cái thùng chảo ô là chờ cá phi rồi. Thôi rồi, này là dư ăn luôn rồi.
Này ăn tới mùng 10 chưa hết luôn rồi. Rồi, phát. Lên đây nè Phát ơi.